Đây là bố mẹ. Đánh đâu? Không vào. Và cú thua ngay vạch vội. Và đó là Văn Trọng, bổ sung những sự bổ sung sức chất lượng của câu lạc bộ Hasan FC. Trận đấu hôm nay là bộ đôi trọng tài đến từ Hội Sinh Sản Tiến Trường từ Cai Lậy của Vũ Hậu. Đánh đâu? Vẫn đang là một người chắc chắn của các cầu thủ bên phía đội tím. Tình huống là bóng Văn Trọng. Văn Lượng không đến được vị trí của Michael. Là những đội bóng không mạnh các bạn, nhưng họ tục là bên bóng bay. Một cầu thủ đang làm sân. Đã qua. Vừa nhắc đến Lâm Minh Tùng ở tung bài đó các bạn. Đội chuyên không thể vượt qua được các cầu thủ Hasan. Bài học mà Thành Nam FC đã làm được. Văn Lượng quá nhẹ. Thì anh Dương Quân Phước Cây Dơ cũng vào cổ động cho Mai cùng tham gia sản xuất và truyền thông vòng chung kết các bạn. Bắt bóng rồi, phản công dành cho Hasan. Văn Trọng và kiểm soát bóng để có thể thi đấu tấn công. Nhưng bây giờ Hasan vẫn đang là đội có được thời gian. Văn Trọng vẫn chưa phải là cú đá, nhưng đây là đường chuyền không vào. Không được rồi. Thông tin từ tổ trọng tài. Đây là những giờ phút hết sức hấp dẫn khi mà vừa rồi các cầu thủ Hasan đã đưa bóng chạm vào cột dọc của Thành Nguyên. Và vừa rồi là anh không dâng cao. Diễn ra với sự quyết liệt. Đội chuyền. Lê Vương và các chiến sĩ biết đâu. Đó là một quả bóng nguy hiểm cùng thành của các cầu thủ bên ngoài. Các trọng tài điều hành tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với các trọng tài từ thủ đô Hà Nội cũng đang tạo ra sự an tâm dành cho các đội bóng chơi bóng ở vòng chung kết lần này. Mang đến rất nhiều những sự hấp dẫn. Đấu tại vòng đấu loại thưa các bạn. Rất nguy hiểm. Thủ mang áo số 12 Văn Trọng vẫn đang là người chơi đỏ bạc nhất. Và căng ngang là hơi non. Đó là Tân Thầy Dậu. Chơi bóng rất nguy hiểm. Là cơ hội dành cho Việt Nam ơi. Không được rồi. Và hãy chẳng thẳng với chúng đã đây. Cơ bào. Bóng đến vị trí của các cầu thủ bên phía sân. Cầu thủ VN Mobile Thiên Trần. Cơ hội dành cho đội bóng số 12 đó là Văn Trọng. Xin nguy hiểm. Và đó là cú đá thắng về khung thành của Văn Trọng. Và bóng đã khẽ chạm vào vân thi tài. Bàn thắng sức bất ngờ của Hasan FC. Bàn thắng chưa đầy tầm 3 phút thôi. Chúng ta cùng xem lại không phải như rào của cái đó xanh không làm tốt khi mà có Michael chốt cùng với vào số 44 đó là Đăng Khoa mà thôi. Và họ quên mất rằng Văn Trọng là một thủ sân 11 với khả năng đá phần rất tốt. Đó là một sai lầm và đã khiến cho các cầu thủ Tiền Giang phải trả giá. Và bây giờ họ sẽ phải rơi vào thế bám đuổi.